Rồi, thì hôm nay ta học về buổi 5, buổi về mảng một chiều. Ở bốn buổi trước là học về khái niệm căn bản, về if else, về for while và về function. Thì những cái này là những câu lệnh giúp chúng ta kiểm tra và lập thôi. Function là hàm giúp chúng ta tổ chức chương trình thôi. Còn các khái niệm căn bản như khai báo biến này kia. Và vấn đề đặt ra, câu hỏi đặt ra quan trọng nhất là tại sao phải dùng mảng. Là giả sử một câu hỏi đặt ra là hãy lưu trữ một dãy số hay một danh sách. Hay chúng ta có thể biết là một list đi ha, có thể một list các con số hay một list các tên các cái chuỗi hoặc là danh sách sinh viên, danh sách học sinh gì đó vân vân, rất nhiều danh sách nhân viên nữa. Thì rốt cuộc để lưu danh sách đó ta phải cần cái gì? Thì khái niệm quan trọng nhất đó chính là mảng một chiều. Và chúng ta có thể xem trong giáo trình sơ, trong giáo trình là mảng một chiều đơn giản được định nghĩa chính là mình tập hợp các cái biến. Mảng là một danh sách tập hợp các biến có cùng kiểu dữ liệu ha, và các biến này nằm sát nhau trên bộ nhớ máy tính, nằm sát sát nhau, và mỗi biến đó nó sẽ có cái chỉ số của nó. Chính vì nó nằm liên tiếp nhau nên mình có thể truy cập vào từng biến được, và mỗi biến có một cái chỉ số đặc trưng chính là cái chỉ số trên mảng. Vậy cách khai báo một mảng thì khá là đơn giản, như khai báo biến in n là khai báo một biến n. Còn muốn khai báo một cái mảng thì in a, a là gì, viết tắt cho cái chữ array ha, in a, và thay vì như thế là một biến a mình phải thêm dấu mở ngoặc, buông nó ngoặc vuông, mình liệt kê số lượng phần tử tối đa mà cái mảng nó cần cấp phép. Trong trường hợp là mình để 10, 20 gì đó cũng được, trăm ngàn gì đó cũng được. Thì thường làm chuyên nghiệp hơn thì người ta hay khai báo định nghĩa một cái biến là thay cho chỗ, bởi vì nếu mình để như thế này em làm sao mình muốn sửa, mình cứ vô đây mình sửa. Mà chương trình mình nhớ có nhiều mảng mình sửa rất là cực, thì thay vì vậy mình khai báo một cái biến chẳng hạn như là n maximum là bao nhiêu đó, thì mình lên đây mình define một cái n max là cỡ 100 hay 1000 gì đó. Đây là câu lệnh khai báo một mảng gồm n phần tử, gồm s max phần tử, n max phần tử, mỗi phần tử có kiểu số nguyên int. Một mảng này là mảng tên A. Vậy thì khi có một cái mảng n, n max, ví dụ n max bằng 10 đi, thì ta có cái hình ví dụ như trong giáo trình. Đây là 10 phần tử, và mỗi phần tử sẽ có chỉ số từ 0 đến n trừ 1. Và lưu ý này, chỉ số của mảng luôn luôn từ 0 đến kích thước trừ 1. Đây, và cái n max này tại thời điểm biên dịch, thì nhắc lại chương trình của mình có hai công đoạn, đó là công đoạn một là công đoạn compile và hai là công đoạn run. Chính vì đó người ta thấy có hai nút là compile và run nè. Compile là công đoạn mà máy sẽ dịch qua tất cả các câu lệnh và nó kiểm tra cú pháp mọi thứ, nếu ok hết không có gì lỗi thì mới run được. Vậy thì tại tại công đoạn compile á, thì máy nó bắt buộc con số smax này phải là một hằng số, nghĩa là phải một con số có giá trị. Giả sử mình có biến n như thế này mà mình yêu cầu nhập n. Nhập n ở đây đi. Rồi, sau đó mình scan fn vô đây luôn. md và n. Sau câu lệnh này mình có n đúng không? Nhưng mà n này chỉ có lúc mình chạy chương trình lên thôi, mình run lên nó mới có. Chứ còn tại công đoạn compile nó biên dịch qua thì n chưa có giá trị. Nếu mình để n vô đây là hoàn toàn không đúng và máy sẽ báo lỗi ha, bởi vì nó không có thời điểm biên dịch qua, nó không có cấp phép được bao nhiêu, không có biết bao nhiêu để cấp phép hết. Do vậy thì mình phải để như thế này, thì lúc biên dịch qua thì máy nó sẽ cấp phép một biến n nè, xong nó cấp phép một cái mảng a gồm bao nhiêu phần tử luôn đó. Và con số smax này thông thường là con số maximum của cái mảng, thì thường người ta cho đề bài yêu cầu các bạn phải hỏi lại là cái giới hạn của bài đó là bao nhiêu. Thì giả sử người ta nói giới hạn bài này lưu danh sách cỡ 1000 nhân viên thì các bạn lưu n max là 1000. Còn quá trình lưu một cái mảng 1000 vậy đó là máy nó cấp phép 1000. Còn quá trình mình sử dụng, mình lập trình đó, thì mình dùng nó bao nhiêu là chuyện của mình dùng. Nên thông thường hay dùng nó, người ta sẽ dùng một cái biến thứ tiếp theo, đó là biến gọi là số phần tử. Biến n này mình thay cho số phần tử của mảng. Số phần tử là số phần tử thật để mình dùng đó. Thì mình có thể xem trong giáo trình mình thấy như thế này, giả sử đây là khai báo mảng nè. Rồi có một cái cách mà khai báo có thể là khởi tạo cho mảng bằng cách như thế này. Ví dụ A được khai báo là 10 phần tử, và người ta gán luôn giá trị của A luôn, giống như khai báo biến rồi gán giá trị đó. Thì trong trường hợp này người ta gán chỉ 5 phần tử thôi. Vậy thì cái n số phần tử của nó chính xác trong trường hợp này được hiểu là chính là 5. À, còn mảng được cấp phát 10 là 10 như thế này.
Rồi, thì những cái cách mà khai báo mà khởi tạo như thế này thì mình ít dùng lắm ha. Mình dùng cái kiểu là mình dùng số lượng lớn, bởi vì khởi tạo thủ công như vậy mình làm chỉ có một số lượng ít cái phần tử thôi. Rồi bây giờ cách truy cập phần tử của mảng thì mình chỉ viết là tên mảng và chỉ số. Đó là cách truy cập vào phần tử của mảng. Vậy thì đây khi mình viết tên mảng mà viết đúng chính xác một chỉ số nào đó thì đây chính là một biến. Và một khi nó đã là một biến thì mình dùng như một biến bình thường, có nghĩa là mình nhập dữ liệu cho nó, mình gán dữ liệu, mình cộng trừ nhân chia, mình làm gì cũng được. Ví dụ là tôi có thể dùng tôi gán A tại 5 bằng 8 đi, là gán con số 8 cho A tại 5. Rồi mình có thể xúc A tại 5 ra bằng 100D. Đó. Rồi mình có thể nhập cho nó, ví dụ mình scanf phần trăm d và a tại 5 y hệt như một biến ha. Chúng ta thấy là a tại 5 mình được hiểu nó là một cái biến, là một con số thôi ha. Vậy thì khi mình truy và lưu ý là cái chỉ số ở giữa đây nè phải là một con số từ 0 cho đến smax trừ 1. Chỉ số từ 0 là mảng, dĩ nhiên nó nếu mình làm từ 1 là quá đẹp cho mình đúng không, từ 1 cho đến smax thôi, nhưng mà mặc định của máy nó làm là từ 0. Thực ra cái không nó là mày cái hay, để sau này các bạn tính chỉ số, tính cái địa chỉ của mạng á, nó chỉ làm cái điều rất là hay. Rồi vậy thì vấn đề gì quan tâm trên mạng? Thông thường trên mạng là chúng ta không phải làm việc với từng biến như thế này, mà ta làm việc hàng loạt luôn. Ví dụ ta có 1.000 biến này, bây giờ tôi muốn là nhập dữ liệu cho, giả sử tôi có 10 biến này hay 5 biến gì đó, 100 biến này, tôi muốn nhập dữ liệu cho 10 biến, nhập n bằng 10, khai báo led mình nhập lên n bằng 10 đi. Tôi muốn nhập dữ liệu cho 10 biến đó đúng không? Thì mình đâu có phải nhập gán A bằng một con số được cố định được, mà phải là một danh sách, một phần từng phần tử của mảng đúng không? Thì lúc đó mình sẽ xuất ra A thứ Y, nhập A thứ Y. Thì lúc Y, Y là cái gì? Y thì lúc này Y phải dùng cái một vòng lặp. Y bằng 0, Y bé hơn N, Y cộng cộng. N này cố gắng nhập 10 hay nhập bao nhiêu tùy mình đúng không? Thì lúc này câu lệnh này à, nó phải nằm trong vòng lặp. Vậy có phải là cứ mỗi một y á, mình sẽ xử lý trên một cái biến AI đúng không? Đó, mình không còn là một cái A5 nữa, mình có thể là A1, A2, A3, A0 gì đó. Y nó chạy từ bao nhiêu thì mình làm mình A bấy nhiêu. Giả sử một yêu cầu đầu tiên nha, tôi muốn tạo một cái mảng rồi gán, yêu cầu là gán N phần tử của mảng một con số ngẫu nhiên. Thì bây giờ mình muốn gán ngẫu nhiên thì sao? Lúc này mình không có xúc, mà mình muốn gán ngẫu nhiên thì mình chỉ ghi là gì? Mình gán A thứ Y bằng con số ngẫu nhiên. Đây là câu lệnh để mình gán một con số ngẫu nhiên, đúng không? Cho Y chạy từ 0 đến N, N mình nhập vô đây. Thì con số ngẫu nhiên là câu lệnh nào? Thì trong đây nó có một, mình gọi hàm range, mở ngoặc đóng ngoặc. Đây là con số hàm range này. Thì hàm range này nó cần một cái thư viện nữa. Các bạn không tin thì các bạn cứ biên dịch trước, nếu nó có lỗi thì các bạn mới tìm thư viện. Thì mình biên dịch, nhấn F11 để mình lưu lại ha. Buổi 5, the range was not declared in this scope. Thì range nó cần một cái thư viện, nó là như là stdlib thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm. Đó, rồi mình biên dịch, mình chạy thôi, biên dịch thử F11. Đó, ví dụ mình nhập n bằng 5. Xong, nó đã gán 5 phần tử ngẫu nhiên rồi đó. Bây giờ chúng ta muốn biết được là nó có gán hay không đúng không? Thì mình xúc ra thử. Mình dưới đây mình cũng for y. Thì tôi xúc ra lúc này không phải gán ngẫu nhiên nữa, mà tôi print print f ra phần trăm d cách ra một cái. Rồi AI đóng ngoặc lại. Tôi xóa hết này đi. Vậy câu lệnh này nè, là tôi xúc ra AI, A thứ y đúng không? À, cái này xúc mãn nè. Vậy thì giả sử các bạn không có câu này đi, tôi ghi chú những câu này đi, thì các bạn giả sử mới vô chúng ta thấy khai báo một n xong khai báo mảng, còn tự nhiên xuất mảng thì mình coi thử mảng nó nhận giá trị gì, thì thường nó sẽ là những giá trị rác nào đó n bằng 5, nó xuất ra 5 phần tử, 5 giá trị rác, các bạn thấy không? Là nó tự các bạn cũng xuất ra một giá trị mà nó không biết cái gì hết, nó lấy lùi những giá trị rác nó bỏ vô. Thì giờ mình gán ngẫu nhiên cho nó đi, mình chạy lên n bằng 9 đi. Nó gán cho mình những con số ngẫu nhiên, dĩ nhiên nó đẹp hơn đúng không? Đó. Và gán ngẫu nhiên này,
các bạn có thể điều khiển được, à tôi muốn ngẫu nhiên nhỏ hơn trăm thì các bạn để vô cái đó, để nhỏ hơn trăm là bao nhiêu, các bạn muốn một, đây là một con số rồi đúng không, các bạn lưu ý là muốn, giả sử một câu hỏi đặt ra đáng là tôi cho bài tập các bạn là mỗi phần tử, mỗi phần tử bé hơn trăm thì các bạn làm sao đúng không? Mình không có đi kiểm tra gì hết, mình biết rằng là học về cách toán chia lấy phần dư phần nguyên rồi đúng không? Cái đây là một con số, mình muốn con số này nhỏ hơn trăm thì mình chia cho 100 lấy phần dư thì nó sẽ nhỏ hơn trăm. Ví dụ mình chạy lên chắc chắn nó sẽ nhỏ hơn trăm này đúng không? Nhờ bằng 8 đi. Nha, tất cả các số đều nhỏ hơn trăm hết. Đó, ví dụ muốn nhỏ hơn 3 thì mình để đây. Để số 3 vô thì nó chạy lên chỉ có 0 1 2 thôi. Nha. Đó. Ngoài ra các bạn bài tập về nhà các bạn hãy xúc ra tạo một mảng ngẫu nhiên gồm có n phần tử mà n và các phần tử là tăng dần hay giảm dần vậy đó ha, danh bắt buộc phải tăng dần hay giảm dần vậy đó. Rồi bây giờ quay lại vấn đề của mình là mình có tạo lập mảng rồi, ngoài ra đối với mảng các bạn thấy vòng for viết đi viết lại nhiều lần quá đúng không, có một cách tôi chỉ các bạn định nghĩa luôn vòng for. Chỗ này ta có thằng define, lưu ý cái câu lệnh define hôm trước tôi nói các bạn á, define này nó hay ở chỗ là nó không, nó sẽ định nghĩa một cái biến này thay cho một cái giá trị này, nghĩa là làm sao mình dùng cái tên này thay cho toàn bộ cái này. Thì thay vì các bạn thấy chỗ nào tôi không biết vòng for thì không đến n đúng không, viết cái này các bạn hiểu nổi thì hiểu, không hiểu tôi bỏ qua nha. Define tôi định nghĩa một cái, mỗi lần tôi viết for chuyển một biến y cho nó chạy từ x đến y thì tôi thay bằng một cái vòng for int y bằng x y bé hơn y y cộng cộng. Đó, thì thay vì viết những câu này đúng không, tôi hoàn toàn có thể viết bỏ cái này đi, tôi có thể thay bằng là f y 0 đến n, là tôi thay x bằng 0 y là n, anh chạy từ 0 đến n. Cái này cũng tương tự f y 0 đến n, đó là tôi cho y chạy từ 0 đến n, bị dịch lên. Bạn thấy không? Ví dụ mình cho SMART cho to to luôn, cỡ 1000 đây, mình làm cho đã. Mình cho lên cỡ 200 phần tử. Là nó tạo ra mình mảng gồm 200 phần tử ngẫu nhiên. Mỗi phần tử ngẫu nhiên tôi muốn nó nhỏ hơn 100 thì tôi vô random này tôi cho phần trăm cho 100. À, cho nhiêu đây phần tử đây, đó, các bạn thấy nó ra 443 phần tử là 434 phần tử là nhỏ hơn 100 hết. Đó thì đây là cách định nghĩa vòng for ngắn ha. Các bạn về các bạn có thể vận dụng cái này, tôi sẽ giới thiệu sơ đó thôi. Vậy thì xong, bây giờ là ta có tạo mảng ngẫu nhiên rồi, ta xuất mảng rồi, còn mình muốn nhập cho mảng thì sao? Thì đơn giản mình thay câu lệnh nhập ngẫu nhiên này nè bằng câu lệnh nhập thôi. Ghi chú con này đây thì tôi thay vì không có gắn ngẫu nhiên nữa mà tôi muốn nhập bằng tay luôn thì tôi để vô đây, tôi scan f vô, scan f phần trăm d và AI, vì AI là một biến mà đúng không? Đó, vì lúc này các bạn lưu ý khi mà các bạn đã gõ nhập bằng tay rồi thì các bạn phải nhập n ít ít thôi, các bạn nhập n mà nhiều quá là các bạn nhập tới ngày mai luôn chưa xong ha. Chạy thử đi nha. Tôi nhập n bằng 5 thôi. Bây giờ các bạn thấy nó dừng màn hình lại không? Là do các bạn không có xúc gì hết thì nó sẽ tới đây, nó for y chạy được 0 đến n nó y bằng 0, nó sẽ nhập vô phần tử A0, các bạn nhấn ví dụ tôi nhập 44 thì nó enter là nó gán 44 vô cho A0. Nhập 11, A1, A2, A3, A4, đây là phần tử cuối cùng của tôi nè, A4 tại N bằng 5 đúng không? Nó sẽ chạy y chạy từ 0 đến N, là chạy đến 0 đến 4 thôi. Là xong cuối cùng, nó sẽ xuất ra, các bạn thấy cuối cùng nó xuất ra mảng không? 44, 11, đúng theo thứ tự các bạn nhập. Đó. Vậy thì tóm lại đây câu lệnh, thì thường tôi khuyến khích là chúng ta đâu có nhập bằng tay đó đúng không? Bỏ những câu lệnh nhập này bằng tay này đi, rồi nó rườm rà, các bạn tự viết cái này ha. Nên dùng những câu lệnh tạo ngẫu nhiên ha. Ok, rồi sợ các bạn theo không kịp thì tôi bỏ những câu này luôn đi, về nhà các bạn tự làm sao ha. Tôi muốn làm cho các bạn khác dễ hiểu hơn. Rồi scan F bỏ luôn đi, không tiến cử nhập bằng tay, nhập bằng tay mệt lắm. Xóa lên cho nó gọn. Rồi bây giờ ta có hai việc quan trọng là nhập mảng xuất mảng đúng không? Bây giờ mình muốn giả sử nó tạo ngẫu nhiên rồi, bây giờ tôi muốn là coi thử trong n phần tử đó bao nhiêu là phần tử là số chẵn, chẳng hạn vậy đi. Rồi hãy
đếm xem bao nhiêu phần tử là số chẵn. Câu này tôi đưa xuống dưới, đưa xuống sau có xuất mãn, giả sử mình nhập mãn xong mình xuất mãn luôn đi. Và thậm chí tôi có thể làm luôn là vừa khởi tạo xong tôi xuất luôn đi ha, đúng không? Thì tôi tiết kiệm luôn. Copy câu lệnh này. Cắt câu lệnh này tôi bỏ đây. Bỏ luôn cái này cho nó gọn. Có nghĩa là câu lệnh này là đầu tiên là gán AI là một con số ngẫu nhiên nhỏ hơn 100. Xuất AI ra màn hình. Được chưa? Lưu ý mình dùng là dùng AI luôn, là AI là một cái chỉ số cụ thể mình đang làm cái mảng là mình đang làm trường hợp tổng quát luôn nha. Chứ nên bây giờ nó khó là dần dần là làm cái mảng này các bạn làm trường hợp tổng quát chứ không phải làm cụ thể cho từng đứa nữa. Bây giờ tôi muốn đếm là trong danh sách đó có bao nhiêu phần tử là số chẵn. Thì rất đơn giản là gì? Mình chỉ lặp qua từ đầu đến cuối, mình coi thử mỗi phần tử AI đó, mình kiểm tra AI có phải số chẵn hay không. Đúng không? Vậy mình làm for in y bằng 0, y bé hơn n, y cộng cộng. Mình kiểm tra nếu AI là số chẵn thì mình thực hiện mình đếm. Ví dụ mình đếm cộng cộng. Vậy đếm cộng cộng là gì? Đếm mình khai báo một cái biến ở trên đây, lên trước vòng for mình khai báo một cái biến đếm. In đếm bằng 0. Có nghĩa là ban đầu mình khởi tạo đếm bằng 0, bây giờ mình mới lập qua mình coi nếu AI là số chẵn thì mình đếm lên cái cuối cùng kết thúc vòng for mình xuất ra có nhiêu đây số là số chẵn. Như đây phần tử là số chẵn. Rồi, chấm. Phải để vô đây, đó là đếm. Vậy thì AI là số chẵn các bạn biết cách kiểm tra rồi đúng không? Mình đã dùng if else phần trăm 2 bằng bằng 0. Mà thay vì muốn bằng bằng 0 thì tôi hay dùng cái này, tôi phủ định lại. Phủ định của nó ha. Nếu nó bằng 0 thì là nếu nó bằng 0 á thì là nó bị nó ra false, false là sai, sai mà phủ định nó sai là đúng. Vậy nếu trường hợp cái if này đúng thì tôi làm cái đếm lên. Hôm trước buổi thứ hai tôi đã nói các bạn cách sử dụng rồi đúng không? Buổi đầu tiên hay sao ha. Rồi mình chạy thử thôi. Ví dụ nhập n bằng 30. Xong nó ghi là có 15 phần tử là số chẵn. Các bạn nhìn đi đếm đúng 15 không? Nhập tôi nhập số ít thôi, đếm dễ ha. Cho nó xuống dòng xíu đi. Ví dụ 10 phần tử đi. Có 7 phần tử là số chẵn, phải 7 phần tử không? 1 nè, 2 nè. À bây giờ đếm số lẻ là dễ đúng không? Thay vì số lẻ là 41, 2 nè. Chỉ có 3 số thôi, 39 nè ha, chỉ có 3 số là số lẻ thôi, thì còn lại là 7 là số chẵn. Đó. Vậy chúng ta lưu ý là n là số phần tử thực mà chúng ta đang dùng, và nếu số phần tử là n thì mặc nhiên mình hiểu mảng mình chạy từ 0 đến n trừ 1. Còn từ n trở đi á, là cái phần tử đó là mảng mình chưa dùng tới, vậy sau này mình muốn dùng thì mình thêm phần tử của mảng thì bằng cách là ví dụ tôi add thêm, giả sử tôi muốn tăng một phần tử của mảng đi. Thì tôi gán a tại vị trí n. Tôi gán bằng con số 1.000 hay 1 triệu gì đó. Thì hay là một con số giá trị như là 1.000 gì đó đi, cho gì vậy đi. Hay 1 triệu luôn. Thì lúc này tôi phải tăng phần tử lên, tôi tăng phần tử mảng lên tôi phải ghi là n cộng cộng. Nghĩa là phải tăng số phần tử lên đúng không? Để mình hiểu rằng là mảng mình được mở rộng thêm một phần tử nữa. Còn thực chất là nó có maximum là như đây. Các bạn phải phân biệt hai cái đó nha. Rồi, đây là xong bài đếm. Ngoài ra chúng ta có hàng ngàn vấn đề nữa, ví dụ như là đếm xem. Các bạn về nhà làm đếm xem phần tử là gì đúng không? Là số chẵn ha. Rồi bây giờ có thể là số lẻ hay là số chia hết cho 6. Hay là số bắt đầu là 6. Bắt đầu là 6 và chia hết cho 6 luôn chẳng hạn, hoặc là có bao nhiêu phần tử là số chính phương. Số nguyên tố. Vân vân, số hoàn chỉnh hay là số đảo vân vân, nói chung là nó có tới hàng ngàn hàng triệu bài toán để người ta dùng trên mạng đó. Thì đây là một cái ví dụ để đếm thôi, chứ còn các bạn còn nhiều khi người ta kêu là tính tổng các phần tử nữa vân vân. Đó, tóm lại là vấn đề các bạn học về sau đây là chính là học cách làm sao xử lý trên mảng đó thôi. Chứ còn những cái khai báo này thì tôi nói gì để xong bài mảng một chiều rồi đó. Thì cách mình biết vận dụng vô để mình khai báo, mình xử lý như thế nào thôi. Rồi, bây giờ mình muốn tổ chức thành hàm cho nó dễ sử dụng. Hàm khởi tạo, mình nên có một cái hàm là hàm tạo mảng ngẫu nhiên.
Rồi có một cái hàm gọi là hàm xuất mảng. Bởi vì nhiều khi các bạn thay đổi trên mảng rồi các bạn muốn xuất ra lại cái mảng nữa, chứ không phải lúc nào tạo ra ngẫu nhiên cũng xuất hết. Rồi sau đó mới có những hàm xử lý. Thì sẽ khai báo như sau. Một cái hàm mảng mình void, một cái hàm tạo mảng. Cũng tạo, các bạn khai báo một cái biến in A, một cái mảng A. Các bạn cũng để N max luôn. In số phần tử N. Trong cái hàm này các bạn cũng tạo mảng thì các bạn đưa tất cả cái này vô. Cắt bỏ vô đây. Cắt cái đó bỏ vô. Ý vậy từ không đến N tạo ngẫu nhiên đừng có xúc. Hàm tạo mảng thì không nên xúc ha, bởi vì nên là cái hàm này tạo mảng ngẫu nhiên là tạo thôi. Và thường hàm tạo mảng á như thế này đúng không? Mảng AN rồi. Thì lúc này các bạn gọi hàm tạo mảng nè. Bạn chứ đây gọi là tạo mảng. Truyền cái A vô, truyền N vô. Anh lưu ý N này là N ngoài đây của các bạn nha. Tôi có thể thay N này bằng chữ số phần tử. Đúng không? Nhập số phần tử, số phần tử của mảng. Đọc là số phần tử. Các bạn truyền số phần tử vô. Thì số phần tử này được truyền vô, các bạn có số phần tử rồi, truyền vô cho mảng A này. Truyền vô đây N, vậy N nó có là số phần tử đó, nó nhập, nó tạo như vậy các bạn. Hàm xuất mảng cũng bị hệt luôn. Copy cái này cũng được. Hay viết lại luôn cho các bạn dễ thấy ha. Void xuất mảng. Bỏ chữ xuất ha, bỏ chữ mảng đây cho nó dài, khỏi dài dòng. Tạo ngẫu nhiên. Tôi muốn thay tạo ngẫu nhiên. Xuất in A S N max Namas in N. Và lưu ý các bạn thấy là cái mảng bao giờ cũng đi kèm với nó là thứ nhất cái mảng, thứ hai là số phần tử. Tại nếu các bạn không có số phần tử thì không biết cái mảng các bạn sẽ chạy bao nhiêu, chân lý chạy hết đến maximum. Lúc nào cũng chạy maximum là không đúng ha. Cái maximum này là một cái điều hay, như từ nãy tôi nói là các bạn phải hỏi bài toán tối đa là bao nhiêu. Và các bạn phải ước lượng là khai báo, nếu khai báo quá nhiều mà các bạn dùng ít quá thì dư thừa. Ví dụ nha, tôi muốn quản lý danh sách của một lớp. Một lớp đi, thì lớp học á, thì có maximum là các bạn có cùng lắm là 200 đối với sinh viên. Đối với học sinh thì các bạn thấy lớp là tối đa 50 đúng không? Thì các bạn khai báo đối với học sinh thì các bạn khai báo 50 thôi. Đối với sinh viên thì các bạn tối đa 200. Còn tôi nói danh sách nhân viên thì nhiều khi nhân viên công ty lớn này có 3.000. Kiểu vậy. Thì mình phải khai báo một con số mà nhắm là maximum của bài, tùy bài toán của mình. Nếu không cố định cho mình những bài toán là hết. Xuất mảng thì vô đây các bạn cũng for. Y chạy từ 0 đến N. Y cộng cộng. Print ra. Còn trăm D. AI. Và các bạn lưu ý, lúc xuất ra các bạn, nếu các bạn không có để khoảng cách gì phía sau đây thì các bạn xuất ra một cái mảng nó dính chùm nhau luôn. A0 nó xuất ra xong nó dính chùm. Chạy thử nha. Bỏ cái đếm này đi. Tôi tạo mảng xong rồi. Thay cái chữ tạo mảng bằng tạo ngẫu nhiên. Đó. Này tôi để lên đây, cái này khai báo để riêng. Tạo mảng nè, đếm xem là cái câu này dưới đây. Bây giờ tạo mảng xong tôi muốn xuất mảng. Xuất truyền A số phần tử. Rồi. Bây giờ chạy thử nhân phần ở dưới đây là đếm đúng không? Đây là câu lệnh xử lý. Xử lý này mình có thể cho vô một hàm luôn. Tôi cho luôn đi. Hai từ từ cho đây ha. Giả sử ghi chú ở đây rồi mình chạy hai cái kia trước cho các bạn dễ theo dõi. Giả sử mình chỉ có là tạo ngẫu nhiên một mảng và xuất mảng ra thôi. Đúng không? Là hai hàm này thôi. Ok, mình chạy lên thử. Nhập số phần tử là 10, làm 12 đi. Các bạn thấy xuất ra nó ra một nùi luôn không? Nó dính nhau như thế này. Là bản chất là không phải mình sai mà do mình xuất thiếu khoảng cách đi. Mình có thể thêm khoảng cách vào đây một cái là mọi sự khác biệt. Mọi chuyện khác biệt chỉ với một khoảng cách. Đúng không? Thậm chí các bạn thêm một cái khoảng không khoảng cách mà sẹp D là tab ra một cái thì nó sẽ đẹp hơn. Nó ra mỗi cái là cách ra tab tab như thế này. Còn các bạn không tab, các bạn dùng xuống enter xuống dòng thì dĩ nhiên là mỗi phần tử nằm trên dòng. Dạ. Yeah. Đó, cách ra thôi. Bây giờ thông thường á, hàm nhập mảng thì người ta lại hay đưa nhập luôn số phần tử. Hàm tạo mảng ngẫu nhiên á, thì nó yêu cầu nhập luôn số phần tử thì các bạn muốn đưa nhập số phần tử này vào trong đây luôn. Thì các bạn cắt cái này vô đây. Cắt vô đây. Nhập số phần tử của mảng. Thì lúc này cái số phần tử này là các bạn phải đọc cho biến gì? Biến N đúng không? Tại vì trong này mình không có biến nào là mình đang tên số phần tử rồi đúng không? Nhập tên biến N. Thì nhập số phần tử trong của mảng trong này luôn. Nhưng nếu chúng ta để như thế này ta chạy, đứa các bạn nó có chạy ra được không?
chắc chắn là trong trường hợp này gì, n này nó thay đổi, cái biến số phần tử gì đâu có ảnh hưởng gì đâu, đúng không? Phải không? Hôm trước mình đã học về tham trị tham chiếu, nhớ không? Cái đó rất quan trọng. Thì mình đang truyền cái mảng theo kiểu là truyền tham trị, nghĩa là cái số phần tử này á, là chỉ truyền vào một chiều. Cái biến số phần tử này chỉ vào một chiều, nghĩa là nó có giá trị, nó được đẩy vô n nhận thôi. Mà mới vô nó không có giá trị gì hết, các bạn đẩy vô thì nó cũng nhận giá trị rác. Rồi các bạn nhập được n, n có trong này nó không ảnh hưởng gì số phần tử bên ngoài hết. Do vậy nhập xong ha, số phần tử cũng chẳng có gì hết. Thì nếu không có gì hết thì rút cuộc những cái công đoạn khác như là các bạn xúc mãn hay các bạn làm gì đó, các bạn tính đếm này kia nó cũng sai luôn. Tại lúc đó nó chạy số phần tử nó đâu có gì đâu, nãy giờ không có gì hết. Muốn nó có thì sao? Ta có hai cách đúng không? Một là ta dùng tham chiếu là xong giải quyết cho ta. Hai là ta dùng con trỏ. Mà dùng con trỏ á thì các bạn phải thay bằng cái dấu và đây, đúng không? Phải truyền địa chỉ của số phần tử vô. Và trong đây đối với con trỏ á, các bạn muốn lấy địa, muốn nhập cho cái, các bạn lưu ý nè, chỗ này các bạn nhập cho, bình thường là bạn nhập cho và n là và cho cái biến số phần tử này, đúng không? Các bạn muốn cho nhập, nhập cho và cái biến số phần tử. Mà hôm trước bài con trỏ của mình quan tâm á, là con trỏ nó có là dấu và là địa chỉ của nó rồi, còn muốn nhập cho cái địa chỉ của cái biến mà nó trỏ đến á, là biến số phần tử á, thì mình phải dùng tên của nó thôi. Tại bản thân là các bạn đã lấy địa chỉ của số phần tử truyền cho n rồi, đúng không? Nó là làm câu lệnh là in sao n bằng và số phần tử, đúng không? Khi ta gọi câu lệnh này thì nó truyền cái số phần tử vô. Bản thân cái và này đã truyền cho n rồi, thì muốn nhập cho cái và số phần tử này chính là nhập cho n thôi. Là nghĩ là nó nhập cho và số phần tử đó. Nên chỗ nào dùng cái, chỗ nào các bạn dùng n này chính là muốn dùng cái giá trị của số phần tử, phải không? Thì chính là dùng sao n. Đó, thì thường để tránh số phần tử mà tránh rối á, thì tôi, các bạn có thể dùng dấu và cũng được ha, cho nó gọn nha. Giả sử bài này tập trung về mảng thì các bạn dùng dấu và đi. Những buổi sau mình dùng dấu sao. Tôi undo lại, trở về vị trí coi như là mình đây. Tôi đi thêm dấu và thôi, cho mọi chuyện nó đơn giản cho các bạn. Xong là lúc này các bạn nhập được số phần tử n và số phần tử này nó có luôn, không cần dùng tới con trỏ, đúng chưa? Rồi mình chạy thử nha. 5. Đó. Được chưa? Còn dĩ nhiên là bây giờ tôi không có thử trường hợp nãy. Nếu các bạn bỏ này tôi không thử trường hợp nãy, mà các bạn về các bạn thử đi ha. Các bạn thử là không có n nhập xong các bạn ra đây các bạn xúc. Nhưng trong trường hợp này thì các bạn phải test một cái rủi ro là gì? Lúc đó số phần tử các bạn là một con số rác, đúng không? Nhập xong n nó có mà số phần tử nó không có. Mà số phần tử mà không có là chứng tỏ tới cái hàm xúc các bạn á, nó chạy từ đầu cho đến n á, là mình truyền số phần tử không có vô, là truyền số rác vô, n này có thể mấy chục ngàn, thì cái máy các bạn nó có thể lập lên mấy chục ngàn hay mấy chục triệu, đôi khi nó sẽ tốn tài nguyên hoặc nó đụng tới những bộ nhớ khác đó, nên mình tránh cái trường hợp đó. Rồi bây giờ mình đã nhập tạo mảng rồi, biết được một hàm tạo ngẫu nhiên rồi ha, hàm xúc rồi nha. Bây giờ hàm đếm thì mình thấy là đếm xong phải trả về một giá trị là đếm, đúng không? Thì hàm này phải nên trả về là in đếm chẵn. Tôi truyền vô trong này là cũng một cái mảng a in a n max in n. Chút nữa tôi sẽ nói các bạn là thay n max này luôn, thay sao luôn ha, thay có nghĩa là mình không cần của nó cũng được. Copy nguyên câu này để vô, cắt luôn cái đoạn mà các bạn đếm á, rồi tôi cắt cái yêu cầu của bài bỏ vô trong đó luôn. Đếm xem bao nhiêu phần tử, đúng không? Thì bây giờ đếm nè, số chẵn là trong này luôn. Đếm bằng không, cuối hàm các bạn nên return về đếm. Đó, chạy qua mảng return về đếm. Và các bạn muốn gọi hàm đếm thì đơn giản thôi, hàm đếm này trả về một số nguyên, đúng không? Số nguyên thì các bạn phải gọi là gọi đếm nè, đếm chẵn nè, truyền mảng a, truyền số phần tử vô, phải trả về một số nguyên, thì các bạn phải khai báo một cái biến số nguyên in d đây bằng đếm, vậy kết quả nó trả về cho d đây. Và các bạn muốn xúc d ra thì các bạn xúc ra đây có d phần tử là số chẵn ha. Cái hàm men của mình như thế này, mình chạy thôi, như là nhập 15 có 7 phần tử là số chẵn, 7 chẵn 7 lẻ ha,
ngồi vô chụp hình là tự đếm này đây nha. Nó không sai đâu ha, máy người làm có thể sai chứ máy làm có sai lắm. Máy sai là do người lập trình làm sai. Rồi, tiếp theo là bây giờ mình muốn tối ưu chút xíu. Là nãy mình nói về con trỏ rồi, bây giờ cái mảng này á, trước khi nhắc về cái con trỏ thì các bạn để ý nha, mình chỉ dùng tham chiếu đối với biến n trong hàm tạo ngẫu nhiên thôi. Tại hàm này là hàm mình nhập n nên mình muốn thay đổi số phần tử. Còn những cái hàm như là xúc mãn hay là đếm chẵn đếm lẻ hay là những hàm xử lý khác á, các bạn đâu muốn thay đổi số phần tử đúng không? Nên các bạn đừng lấy rủi ro là phải đừng tham chiếu n đàn chi hết, chỉ tham trị thôi. Giờ bây giờ mình qua cái hàm, mình qua cái cách mà đối với mảng này, và bắt đầu đối với cái mảng a, cái mảng mà được khai báo bên trong cái hàm á, hoặc là những tham chiếu được khai báo trong cái hàm này nè, trong cái tham số hình thức này nè, tham số này gọi là tham số hình thức ha, thì nó chỉ được khai báo khi có câu lệnh gọi hàm. Khi có câu lệnh gọi hàm thì nó sẽ được khai báo lên, và đồng nghĩa với chuyện là nó được gán bằng luôn, gán bằng luôn là từ bên này nó gán qua. Ví dụ đếm nè ha, khai báo A nó gán qua đây, số phần tử nó gán vô N đây, nghĩa là khi nào gọi nó mới khai báo, còn không gọi nó đâu có chạy đâu đúng không? Vậy vì chính vì gọi nó mới khai báo á, nên các bạn có thể bỏ luôn cái số phần tử này để gì vẫn được. Nghĩa là lúc này nó gán, nó cái A này nó tự nó tham chiếu ở đây. Và các bạn lưu ý nha, cái A bên trong này là nó khác A ngoài đây nha. A ngoài đây tôi đã đổi tên khác, nó phải mảng M đây, mảng đây. Các bạn khỏi nhầm lẫn luôn, chứ không phải thấy A trong A ngoài là một là không phải nha. Đây, cái biến mảng này á, mảng nó bị nhầm lẫn á, biến mảng, cái mảng mảng ha, nhìn nó nhầm lẫn quá, M đi. Đó. Mảng tên là M. Cái mảng M này nè, nó sẽ truyền cho mảng A luôn, thì lúc này cái số phần tử của A sẽ được định đoạt chính là bằng số phần tử của M luôn. Ha. Nghĩa là lúc này M nó có maximum là N max nè. 3000 nè, là A nó cũng 3000 luôn. Chứ không phải là N này nha, N cũng chỉ là cái dùng thôi, nên mình cũng hiểu là cái A này nó cũng có maximum là 3000 phần tử luôn. Và mình cũng dùng từ đầu đến N thôi, nên mình hoàn toàn có thể thêm các phần tử phía sau của nó nữa. Nhưng mà nếu các bạn muốn thêm phần tử, muốn thay đổi cái số phần tử N này á, thì các bạn phải truyền tham chiếu. Thì tùy một số hàm, ví dụ một số hàm mà sau này các bạn yêu cầu là nó kêu là hãy thêm phần tử vào mảng, thì cái hàm đó bắt buộc các bạn phải tham chiếu, có tham chiếu N, tại nó có thay đổi số phần tử. Hãy xóa phần tử khỏi mảng, đó có thay đổi. Còn những cái hàm đếm hay tính tổng, hàm xúc này ghi, những hàm đó các bạn không nên thay đổi ha. Bởi vì nếu các bạn mà bắt thay đổi N, người ta đặt câu hỏi, ủa tại sao hàm xúc chỉ làm nhiệm vụ xúc thôi, mất mới thay đổi làm gì? Rồi, bây giờ mình viết như thế, để như thế này mình chạy vẫn ok, không có gì hết ha. Đó. Rồi các bạn có hiểu không? Không, bắt đầu tôi sẽ nói thêm một khái niệm phức tạp hơn. Ok, bây giờ mình thấy là mình cái nhược điểm bây giờ dựa trên cái này đây, dù cho mình không biết số phần tử trong này, nhưng các bạn thấy nó có một nhược điểm gì không? Với những cái cách khai báo thông thường, với cách như thế này, các bạn đã nhận ra từ nhược điểm gì với chương trình này không? Nhìn vô đây thấy không? Là ngoài đây các bạn đã khai báo một cái mảng gồm 3000 phần tử rồi, nhớ chỗ đây tôi không phải 3000 mà tôi để là 3 triệu, là các bạn đã tốn 3 triệu ô nhớ. Một ô nhớ kiểu một biến phần, một phần tử là kiểu int đúng không? Là nó chiếm 4 byte trong bộ nhớ máy tính. Mà 3 triệu phần tử là các bạn biết nó tốn bao nhiêu chưa? 3 triệu nhân với 4 byte. Gõ máy tính tính chơi cho vui. 3 triệu nhân cho 4 byte là các bạn được ra nhiêu đây đúng không? Đây là số byte nè. Mà các bạn lưu ý là byte thì nó liên quan đến kilobyte, megabyte đúng không? Các bạn chia cho 1 megabyte thì bạn chia cho 1 triệu. Chia cho 1 triệu thì chắc chắn nó sẽ ra được 12. Thì các bạn sẽ tốn 12 megabyte cho một cái mảng. Tốn 12 mê. Và các bạn tương tự hiểu một cái mảng mà các bạn làm 1 tỷ thì các bạn tốn 12 GB. Đúng không? Trên megabyte là ghi tại byte trở lên kilobyte, megabyte, các bạn tốn 12 GB cho cái mảng. Mà trong bộ nhớ này hình như là các bạn khai báo không tới 1 tỷ đâu, tới 1 triệu hay là 10 triệu gì đó thôi, hàng trăm ngàn gì đó là maximum thôi. Thì các bạn phải coi bộ nhớ mình bao nhiêu nữa. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta tốn như vậy không nói nha.
tôi làm 3.000 thôi. Chưa kể mỗi lần các bạn gọi một cái hàm thì cái hàm nó phải tạo ra cho bạn một cái mảng có số phần tử tương ứng như vậy, đúng không? Đó là tốn mảng đó chưa? Rồi nó làm xong rồi nó mới giải phóng. Rồi nếu mình gọi hàm khác thì nó tạo một số phần tử tương ứng như vậy. Thì để làm như vậy mình dùng một cái lúc trong hợp này mình dùng hay hơn. Lúc này chính là mình dùng con trỏ. Vậy hôm trước mình để ý rằng con trỏ nó có thể trỏ đến một biến, đúng không? Vậy thì tôi sẽ bây giờ tôi dùng cái pen tôi vẽ cho các bạn coi cho nó dễ. Giả sử tôi có một cái mảng như thế này. À, có 1 2 3 4 phần tử như thế này đi. Vân vân, nó có thể có nhiều. Mảng A. Thì dĩ nhiên khi mà khai báo mảng A gì á, trong bộ nhớ máy tính đó, nó một mảng như A nó cũng có mỗi phần tử nó cũng có địa chỉ của nó luôn. Và chính vì nó liên tiếp nên máy tính nó có thể truy cập được với bằng chỉ số. Chỉ số là 0 0 1 2 3 4 này kia ha, đến n trừ 1. Thì cái địa chỉ trong máy tính đó, nó cũng là địa chỉ, ví dụ như x F005 gì đó, xong F00 mấy nó cộng 4, nói chung là nó cộng hay trừ 4, tóm lại là nó cách nhau 4 đơn vị, tại vì mỗi phần tử của A là chữ số nguyên, nó tốn 4 byte. Thì chúng các bạn có thể xem địa chỉ nè. Cái sự mảng M này đúng không? Tôi có thể in ra nè, print ra địa chỉ M0. Tôi ghi M0. Và tôi thêm dấu và nữa. In cái này cho các bạn biết là biết cách truy cập địa chỉ như hôm trước thôi ha. Để mình hiểu cơ chế thôi. M0, M1, giả sử tôi in hai cái thôi. Các bạn tự làm các phần tử M còn lại, M tiếp theo đi ha. Tôi chạy thử, bỏ ba câu này đi. Từ từ gọi nó sao. Chạy lên, F11. Lỗi gì đây? Expect, đúng không? À, quên. Viết nhầm, rồi. Thêm. Địa chỉ M0. Bộ M0 nó ra đi. Quên, chưa có gì hết. Bằng phần trăm. Hôm trước mình xuất phần trăm x đi ha. Cho nó ra đúng địa chỉ hệ hexa. Phần trăm x. Xuống dòng. Rồi chạy. Các bạn thấy M0, M1 nó cách nhau 4 không? Cái này 70, cái kia 74 không? Đó là kiểu số nguyên. Còn nếu các bạn khai báo mà mảng chữ số thật đó, thì mỗi phần tử nó cách nhau 8. À, thì tương tự các phần tử tiếp theo nó như vậy. Và trên mảng nó hay chỗ là nếu các bạn có được cái địa chỉ A tại 0, các bạn muốn lấy phần chữ A, địa chỉ A tiếp theo, các bạn đơn giản các bạn cộng cho kích thước của mỗi biến nhân với cái chỉ số. Hiểu không? Ví dụ tôi đang có địa chỉ của A7 đi. Tôi có địa chỉ A7. Tôi muốn biết địa chỉ A8 đúng không? Tôi chỉ cần cộng cho thêm, nếu nói thẳng ra luôn là cộng thêm cho 4 bài, cộng thêm cho 4 nữa, mà 4 này phải ở hệ hexa đúng không? Thì cách biết 4 đó bao nhiêu, 4 là bao nhiêu đó, các bạn chính là dùng kiểu size of của kiểu số nguyên. Size of của cái kiểu này nè. Đó là cái truy cập đến phần tử số 8. Còn tôi muốn truy cập đến phần tử số bao nhiêu đó, ví dụ như nói đơn giản tôi có địa chỉ A0 đi. A0 thì dễ nói nhất. Tôi muốn truy cập phần tử thứ 5 cộng cho size of nhân với 5. Đúng không? Và đây chúng ta coi nè. Số 0 cộng cho size of nhân 1 là cộng cho 4. Size of nhân 2 là cộng cho 8. Size of nhân 3 là cộng cho 12, đúng không? Mình có địa chỉ số 0 đây. Vậy thì các bạn lưu ý, nó liên quan đến địa chỉ là gì? Cái địa chỉ A0 này á, vô tình là gì? Nó chính là các bạn khai báo một cái mảng M mà các bạn không lưu ý là các bạn có bao giờ sử dụng cái tên M đâu, đúng không? Bạn sử dụng nó là phải là M thứ mấy, là gọi đến phần tử thứ mấy. Muốn gọi đến phần tử đầu tiên các bạn gọi là M0, đúng không? Muốn lấy địa chỉ phần tử đầu tiên là ghi làm sao? Và M0. Và máy nó thấy mình bỏ sót cái chữ M này, nó phí với nó không dùng gì hết, thì nó dùng luôn cái chữ là thay vì các bạn viết chữ M, nó sẽ được hiểu tương đương chính là địa chỉ của M0. Nói về tên mảng, nếu nói tên mảng thôi mà không có chỉ số gì hết, đang nói về địa chỉ của phần tử đầu tiên. Và nhờ cái địa chỉ phần tử đầu tiên này á, thì người ta mới dùng luôn một con trỏ. Vậy này ta con trỏ nó gán, nó có thể trỏ đến cái địa chỉ đầu tiên này. Thì tôi có thể ghi là khai báo một con trỏ in sao P, tôi gán bằng và M0. Vậy điều đó có phải tôi viết ngang ngữ một cái câu là in sao P, tôi gán bằng M, đúng không? Vậy thôi. Vậy thì rốt cuộc là khi mình con trỏ đến mảng M đó,
thì rõ ràng là mình muốn mình nói là nếu mình khi suy ra mình nói là b b thứ không là mình nói địa chỉ phần tử đầu tiên, b thứ một là nói phần tử thứ một. Tại vì thực ra các bạn suy ra câu lệnh của con cỏ mình nó y hệt như vậy luôn. Các bạn đọc sách thêm các bạn thấy rất là rõ ràng. Vậy dựa trên những khái niệm này, dựa trên hai khái niệm này nè, tôi ghi chú hai khái niệm đó, thì khi các bạn gọi vô một cái hàm, ví dụ mở ra cái hàm này, nhập xuất thôi, đóng cái hàm đếm này lại cho nó khỏi rườm rà, gọi vô cái hàm tạo mảng bao nhiêu thôi, dựa vô cái hàm này thay vì tạo một con cái mảng trong này đúng không, tôi chỉ cần thay nó bằng một con trỏ thôi, tôi bỏ cái dấu ngoặc vuông này đây nè, thay nó bằng một con trỏ in sao a, là con trỏ a này sẽ trỏ đến cái mảng m mình truyền vô, thì sau đó các bạn dùng trong mảng a này, các bạn dùng cái con trỏ a này các bạn ghi thứ y là chính là cộng nó phần tử thứ y luôn. Tại sao nó y cộng nó phần tử thứ y đúng không, các bạn nhìn kỹ tôi giải thích y như thế này đúng không, một con trỏ đây là tôi mảng là tôi gọi là đặt tên m đi cho nó giống discord nha, đây là mảng m, có phải m không các bạn đây không, m không địa chỉ m không đúng không, tôi khai báo một con trỏ là nó là có địa chỉ của con trỏ nè, vòng tròn có giá trị của con trỏ nè, đây là tôi đặt con trỏ a, vậy cái này có phải là và a là địa chỉ của con trỏ a, bất kỳ dấu và hay là tên biến nào đó thì là địa chỉ của nó, a chính là giá trị của nó. Các bạn gán cái địa chỉ này nè cho con trỏ a thì nghĩ là con trỏ a nó trỏ đến cái m này không, nếu các bạn gán chữ a bằng m đó, hay đồng nghĩa với chuyện là chính là a bằng v bằng và m không đúng không, và m không, ok. Thì khi a trở tới đây á, các bạn nếu các bạn nên chỉ cần ghi chữ a bình thường thôi thì có phải là nó nói về địa chỉ này không, địa chỉ m không này không. Vậy thì nếu các bạn lúc này á, chính vì m a biết bình thường chính là địa chỉ này thì cũng tương đương với chuyện là m, các bạn viết chữ m có phải là chính là địa chỉ của m và m không không, và m không. Vậy các bạn muốn lấy cái giá trị của m một sao, có phải các bạn ghi chữ m một bình thường không, vậy tương tự các bạn viết chữ a thôi nó ra là địa chỉ m không đúng không, thì các bạn muốn lấy phần tử số một các bạn cũng ghi a một thôi, gì đâu nó như nhau nha. Vậy nó dựa trên hai cơ chế đơn giản là thứ nhất máy nó quy ước cái tên của mảng chính là địa chỉ phần tử đầu tiên, đây là quy ước đầu tiên. Quy ước thứ hai dựa trên quy ước đầu tiên đó thôi, chỉ nổ mỗi biểu đó thôi, thì quy thì suy đó là nó dựa trên cơ chế con trỏ là dẫn đến là ta có thể làm được cái chuyện này, khai báo một con trỏ và cho nó trỏ đến cái địa chỉ của mảng, hay chính xác trỏ đến đúng cái tên mảng đó, là con trỏ nó có thể như một cái mảng, hay nói như một cái mảng cho các bạn dễ hiểu, thực chất là nó có thể truy cập cho từng phần tử của mảng bằng các cú pháp tương tự như mảng. Vậy thì chỗ này ta thay bằng con trỏ thôi, vậy lúc này dù như các bạn có bao nhiêu cái mảng, có bao nhiêu triệu phần tử nó cũng không tốt, nó chỉ tốt đúng cái này thôi, đúng cái con trỏ đó thôi. Các bạn coi này hiểu không nha, có mấy giây đi coi hiểu hay không. Con trỏ đó, tại vì coi như thế này, vậy tóm lại bây giờ các bạn biết cái hàm nào đi chăng nữa, ta không có một cái mảng là biết một con trỏ là hiểu là trỏ là một cái mảng mà một biến n này, mà ngoài ra các bạn có thể viết cái thay cái này một con trỏ luôn, tôi giải thích sâu hơn cho các bạn biết để các bạn nhìn một số hàm các bạn không bị loạn. Cho hiểu cái bài tạo mảng là cái hàm tạo mảng là hàm có truy xuất nha. Chỉ với đối với những cái hàm mà có tạo mảng, tôi viết một cái hàm tạo mảng với hình thức con trỏ nè. Copy. Tạo mảng tạo ngẫu nhiên một đi. Tạo ngẫu nhiên. Nếu n tôi thay bằng không phải chăm chiếu vào con trỏ luôn.
Thì trong này nhập giá trị cho địa chỉ ở kia, cho cái địa chỉ của cái biến đó, lúc này không phải là biến nó mà còn chỗ, chính là cái biến n luôn, chính là địa chỉ của biến mà nó chỗ đến ha. Cái này các bạn đang nhập nhập giá trị vào địa chỉ của biến mà n chỗ đến, biến nào chính là cái biến nào các bạn gọi hàm đó. Gọi hàm chúng ta truyền vô thì nó biến đó, chỗ nào dùng n thì sao n. Vậy thì các bạn chỉ đặt câu hỏi là ủa tại sao cùng hai con trỏ ngang ngửa với nhau cũng như nhau mà tại sao thằng này lại dùng sao n mà tại sao thằng A không phải sao n, thì chẳng qua là gì, A nó vô tình nó trỏ đến một cái mảng, lúc các bạn gọi hàm các bạn truyền vô nè, ở đây gọi hàm ví dụ như mình gọi tạo ngẫu nhiên thì mình cũng truyền m, lúc này mình truyền và số phần tử tại vì nó là con trỏ biến thứ hai đúng không. Thì bây giờ tôi bỏ cái câu này tôi chạy cho các bạn coi luôn đi, chạy trước là cho các bạn coi ngẫu nhiên như này đúng không, viết ngẫu nhiên không có đúng ngẫu nhiên rồi, chạy lên nạp số phần tử của mảng tôi nhập là 5 đi, nó ra ở này đúng không, hai cái địa chỉ kia bỏ đi cho nó coi như mình các phần tử mình tao cảm đi, nạp số phần tử là 7 đi đó. Thì các bạn thấy rằng là gì, cái biến đầu tiên là mảng, biến thứ hai là số phần tử, thì chẳng qua là A nó chỏ đến một cái mảng còn N chỏ đến một cái biến thôi, thì tại một cái biến đó nó chỉ có là lấy địa chỉ của biến đó hay là giá trị biến đó thôi, còn A nó chỏ đến một cái mảng thì chức năng của nó y hệt như cái mảng thôi ha. Rồi tóm lại là xong cái bài mảng một chiều, còn gì nữa không, nhập xúc. Bây giờ các bạn hầu như các bạn viết một cái mảng, bài mảng đó nha, các bạn luôn luôn có những hàm này. Đầu tiên hàm nhập mảng, nếu bắt nhập thủ công thì các bạn viết nhập mảng, còn không thì các bạn viết một cái hàm tạo mảng ngẫu nhiên, là cú pháp như thế này, hàm void tên hàm gì địa nhà gì đó, rồi một con trỏ để trỏ đến mảng, rồi biến a tham chiếu, nếu hàm đó hàm có nhập mảng có nhập số phần tử, muốn tạo ngẫu nhiên thì đơn giản là lập từ đầu đến cuối, rồi mỗi phần tử gắn ngẫu nhiên. Đối với hàm xúc thì đơn giản là không cần tham chiếu n, cũng cú pháp void tên hàm một con trỏ trỏ đến mảng mà một cái biến n, lập từ đầu đến cuối n là số phần tử đó xuất ra. Hàm đếm chẵn lẻ, hàm xử lý á, thì tất cả cái hàm nó như thế này, là cú pháp hàm có trả về giá trị thì trả về, không trả về thì void tên hàm một cái con trỏ trỏ đến mảng số phần tử. Nói chung là mảng và số phần tử là luôn luôn đi kèm nhau, luôn luôn là một cặp. Chính vì một cái cặp đó, sau này các bạn học lên tới cái bài cấu trúc, bài về struct, thì lúc này mình sẽ làm một cái biến gọi là một cái danh sách, là cái list, thì trong cái list nó luôn luôn gồm một cái mảng và số phần tử thôi, không có gì hết. Rồi đếm thì là cú pháp là có một biến đếm, rồi cuối cùng trả về đếm, chạy qua mảng, lập qua mảng mỗi phần tử của mảng mình kiểm tra đó. Bây giờ tôi muốn làm cái hàm xử lý khác, thì các bạn làm một cái hàm trả về in, ví dụ void in gì đó đi, xử lý gì đó các bạn tùy các bạn chọn, cũng truyền vô một cái mảng in n cũng số phần tử, rồi cũng làm một cái trò là for, các bạn muốn xử lý hết mảng thì đối với mảng các bạn đang có một dãy phần tử mà làm gì làm cũng là for y chạy từ đầu đến cuối. Rồi trong này các bạn đi xử lý AI, xử lý AI là các bạn có thể kiểm tra AI hay là tính toán hay làm cái gì đó xuất ra, các bạn thấy cú pháp nó y hệt như nhau không. Vậy thì thường cái bài mà kiểm tra hay đếm bao nhiêu đó ha, các bạn có thể thay chỗ này bằng cái hàm điều kiện nè, ví dụ như thay vì tôi không muốn, tôi nhớ tôi muốn đếm bao nhiêu số chẵn, đếm bao nhiêu số chính phương này, số nguyên tố thì sao, tôi có thể thay bằng cái hàm này, thay vì viết câu lệnh này đúng không, tôi có thể viết là nếu gọi một cái hàm là chẵn truyền AI vô, vì cái hàm chẵn này của tôi là hàm làm nhiệm vụ kiểm tra AI có chẵn hay là không, rồi muốn số chính phương tôi gọi hàm là chính phương hay là nguyên tố, số nguyên tố, nếu AI là số nguyên tố thì nó trả về đúng, kiểu vậy đúng không. Vậy cái hàm đó viết làm sao, đơn giản cái hàm chẵn này ha, tôi đưa cái câu này, tôi ghi chú câu lệnh này đi, tôi lên tôi viết một hàm là chẵn nhận vô một cái số, in một cái số k nào đó, số n nào đó, kiểm tra số k này có chẵn hay không, thì hàm này đơn giản tôi return về là a phần trăm hai bằng bằng không, cái k này nè phần trăm hai đó, viết hàm này ngắn quá thì viết lên dòng luôn cho nó gọn, k phần trăm hai có bằng không hay không, nếu bằng không là chẵn đúng không, rồi hàm này trả về đúng sai thì các bạn để về bool, xong
Vậy cái này các bạn đã có một cái hàm kiểm tra số chẵn. Muốn hàm có số nguyên tố đúng không? Thì là bool điều kiện, tôi đặt là điều kiện đi, kiểm tra gì đó, kiểm tra gì đó, rồi in vô một cái k, rồi trong cái hàm này các bạn cứ kiểm tra thoải mái, kiểm tra viết thoải mái trong này, cuối cùng các bạn return về được rồi, return về đúng sai gì đó, true false hay là một không gì đó, tóm lại là trong hàm số nguyên tố, số chính phương, số gì kiểm tra đủ cái điều kiện trả về, thì cái hàm đó sẽ trả về cho bạn đúng sai. Trong hàm if này các bạn gọi kiểm tra thôi. Rồi cái này hàm đếm đúng không? Còn hàm tính tổng thì sao? Cứ khai báo một biến tổng bằng không. Rồi nếu nó là thỏa điều kiện chẵn hay lẻ hay gì đó, bỏ cái này đúng đây cho nó gọn. Thỏa điều kiện thì bạn tổng cộng bằng AI, cộng với AI đi vô. Đúng chưa? Cuối cùng return về tổng. Vâng vâng, họ có thể làm hàng ngàn thứ trong đó, nó có hàng ngàn bài tập các bạn có thể tự làm. Vậy vấn đề nằm ở chỗ này là gì? Đối với bài mãn yêu cầu các bạn là biết cách sử dụng mãn, khi cho người ta cho một yêu cầu biết cách sử dụng đó là sử dụng mãn như thế nào, khai báo mãn, tạo mãn hay là gì đó, bước một cơ bản. Bước hai, đối với trên mãn các bạn thấy các bạn luôn luôn phải làm cái chuyện là duyệt mãn, là duyệt từ đầu đến cuối, duyệt y từ không đến n, và điều đó không phải hoàn toàn đúng. Có những bài các bạn không phải duyệt từ đầu đến cuối mà các bạn duyệt từ cuối về đầu. Ví dụ chạy từ cuối về đầu các bạn for y vậy n y bằng n trừ một, chạy về lớn hơn hoặc bằng không, y trừ trừ. Các bạn thích chạy gì vẫn được, không sao hết, muốn xúc ngược mãn cũng được. Thì cái bài người ta yêu cầu, giả sử người ta kêu viết hàm xúc ngược mãn sao, thì đơn giản copy cái hàm xúc này đi xuống đây, xúc ngược các bạn như thế này, cho y chạy từ n trừ một, lưu ý n trừ một phải từ n nha, y lớn hơn bằng không, y trừ trừ, xong cũng xúc ra bình thường. Giờ tôi xuống đây tôi gọi hàm xúc mãn, xong tôi gọi xúc ngược. Đó. Mình chạy lên ha. 15, 14 này phần tử đây. Các bạn thấy nó không xuống hàng, tôi pin đây cho câu xuống hàng dễ đây ha. Xuống 2 dòng luôn. Chạy lên. Chấm phẩy 15 phần tử đây. Các bạn thấy 15 phần tử này không? Xong nó xúc ngược nè. 61, 27, 81 hay chưa? Đó. Vậy thì các bạn duyệt như thế nào cũng được, từ đầu đến cuối, từ cuối về đầu cũng được. Thì cái cách các bạn duyệt mãn đó chính là cái mà các bạn cần học. Thì chỉ có những thuật toán sau này các bạn chạy duyệt đầu, duyệt cuối, hay là duyệt cái giữa, hay là chạy từ giữa ra, chạy từ đầu này kia gì đó, thì nhiều tất cả những thuật toán phát triển bắt đầu từ mãn cho đi đó. Thì thuật toán thì nó nằm trong cái một cái môn khác, một cái môn là thiết kế thuật toán rồi. Và từ đây trở về sau mình hầu như là mình chú trọng vô bắt đầu nâng cao những thuật toán cơ bản trước, như là duyệt mãn nè, đếm tính tổng này kia cơ bản trước, rồi xóa hay đảo mãn hay làm những trò cơ bản trước, sau đó mới đi lên mãn hai chiều, nó phức tạp hơn, duyệt trên mãn hai chiều nó phức tạp hơn. Rồi các bạn duyệt khi mà sau này các bạn duyệt mãn của mãn nó còn phức tạp nữa, rồi mãn cấu trúc này kia phức tạp lắm, thì từ từ đi tới. Tóm lại mua bài rồi áp dụng các kiến thức căn bản này, các bạn về nhà làm bài tập ha. À, thì tôi còn gì để nói nữa không, xúc rồi, đếm chẵn lẻ rồi. Rồi bây giờ các bạn về nhà làm những bài tập cơ bản đầu tiên, như là giả sử bây giờ tôi làm một cái bài cơ bản cho các bạn coi thử ha. Cái hàm một bài là yêu cầu là hãy tạo ngẫu nhiên một mãn gồm n phần tử, mỗi phần tử bé hơn 100 đi, đúng không? Rồi hãy đếm xem có bao nhiêu phần tử chia hết cho 6 đi, hay là bắt đầu là 6 và chia hết cho 6 đi ha. Bắt đầu là 6 và chia hết cho 6. Ví dụ là cái số 600, 6 là số chia hết cho 6, hay 6 đi 6 rồi đúng không? Nhưng mà cái số này 606. Còn cái số không phải nè. Cái số không phải là cái số này nè, chẳng hạn như là chia hết cho 6 60. À, chia hết cho 6 36 đi. Nhưng mà nó không có bắt đầu là 6. Đó, ví dụ hoặc là những số bắt đầu là 6 như là 611, nhưng mà nó không có chia hết cho 6. Vậy là muốn chia hết, bắt đầu là 6 và chia hết cho 6 thì phải là những cái số như thế này. À, hoặc là 60 cũng được, là số bắt đầu là 6 chia hết cho 6 nè. À, kiểu vậy. Bây giờ mình làm thử nha. Mình
cắt hết cái đoạn này đi. Rồi mình chặt sau, sau xẹt đi ha. Đưa cái đề bài lên trên. Mình để dưới luôn đi ha, cho các bạn dễ đấy, dễ theo dễ để giỏi luôn. Enter xuống. Thằng include đây. STDO. À, có ngẫu nhiên nữa mình include luôn cái từ viện stdlib.h in n out in main đây ha. Rồi define n max 1000, 10000 đây. Tôi define luôn cái vòng for. For y chạy từ x đến y thì cho là for y bằng 0, in y bằng 0. Nhớ có khai báo với y luôn nha. Y bé hơn n, y bằng x sẽ hơn y bé hơn y, y cộng cộng. Rồi tôi muốn viết hàm tạo ngẫu nhiên á thì là void tạo ngẫu nhiên in sao a in n, nhập n luôn không, printf nhập n d và n. N này dùng biến tham chiếu for y chạy từ 0 đến n. Rồi có một câu lệnh là tôi phải ấy luôn, phải chúng dầm luôn, tôi gán a thứ y bằng random nhỏ hơn 100, phần trăm cho 100. Rồi đó là xong hàm tạo ngẫu nhiên. Bây giờ hàm đếm, muốn xúc mãn luôn, copy cái hàm tạo ngẫu nhiên này y hệt như vậy, mình coi nó là hàm xúc, để mình thực ra người ta không yêu cầu viết hàm xúc, mình cũng coi xúc để mình biết mình tạo đúng hay không. Xúc thì là bỏ tham chiếu đi, bỏ đi thì nhập này luôn, print phần trăm d ra, phần trăm d cắt ra ai. Rồi đếm thì là có bao nhiêu phần tử như vậy thì tôi viết một cái hàm, một cái hàm gọi là bool chia hết cho 6 hay không, chia 6 bắt đầu là 6 thì đầu 6 chia 6. Tôi viết cái hàm bool in nhiều cái biến k, coi thử tôi cho biến k cho tôi chỉ kiểm tra thử là bắt đầu là 6 chia hết cho 6 hay không ha. Rồi xong sau đó là giả sử đúng tôi return 1, là giả sử hàm này tôi chưa viết. Tôi viết một cái hàm đếm xem đúng không, in đếm 6, đếm đầu 6 chia 6. In một cái mảng a. In n. For y chạy từ 0 đến n. Nếu a, nếu tôi gọi cái hàm đếm đầu 6 chia 6. Y, nếu a y mà là số đó thì tôi đếm cộng cộng. Rồi cuối cùng tôi return về đếm. Đếm là biến bao nhiêu, trước đó mình khai báo in một cái biến đếm bằng 0. À, rồi trong phần main mình chỉ khai báo là đầu tiên biến số phần tử nè. In một cái mảng a nè, in cái a n max. Lưu ý nha, chỗ này các bạn không khai báo một cái con chó được nha, để tôi vô tình viết thì các bạn chúng ta không thể khai báo một cái con chó in mảng m này được nha. Các bạn khai báo con chó như thế này nó không có ô nhớ gì hết, mà các bạn truyền vô cái mảng kia thì cái mảng kia nó chó đến cái con chó này nữa, là hai con chó chó nhau là không có con nào có ô nhớ hết. À, phải khai báo một cái mảng tỉnh đàng hoàng nha. Ít nhất phải có một cái mảng tỉnh. Mảng này gọi là mảng tỉnh nè ha, là mảng có ô nhớ rõ ràng hết, còn con chó là nó chó động. Con chó này thường gọi là có phát động là gì đó. Sau này các bạn có học cái chuyện là với bác sĩ cộng các bạn cứ học tới cuối buổi môn này, tôi học chỉ cấp phát động, các bạn chỉ chỏ con chó đến một cái vùng nhớ động riêng. Tôi hành tạo ngẫu nhiên truyền cái mảng m và truyền số phần tử vào, gọi hàm xúc để tôi coi biết mảng m của tôi xúc được hay không, số phần tử chạy trước hai cái này để coi chạy được hay không mới đã. Nhập n bằng 5. Ok đúng chưa? Bây giờ mình đếm đầu 6 chia 6, giả sử đối với tôi hàm đầu 6 chia 6 là tôi trả về 1, là nghĩ là số nào cũng là số đầu 6 chia 6 hết. Thì tôi chạy thử in một cái biến d gọi bằng đếm đầu 6 chia 6 truyền mảng m số phần tử. Print ra có phần trăm d phần tử là số yêu cầu mà theo thỏa mãn yêu cầu.
Có nghĩa là có 8 phần tử theo yêu cầu, mình tại vì mình là số nào cũng đầu 6 chia 6 hết đúng không? Tại vì mình đâu có làm gì đâu, mình trả trả về một hết. Ok, ở đây mình đâu có làm gì đâu, mình trả về một. Bây giờ tôi kiểm tra nè, rất dễ đúng không? Muốn bắt đầu là số chia đầu tiên mình phải kiểm tra nó chia hết cho 6 hay không ha. Đúng không? Vậy muốn biết số chia hết cho 6 thì sao? Cứ lấy đơn giản nếu mà cái số đó nó phần trăm cho 6. K này phần trăm cho 6 bằng bằng 0 thì nó ok. Thì chia hết cho 6 đúng không? Thì mình return về à chưa, nó chia hết cho 6 thì mình chưa chắc đúng hay không, mình vừa kiểm tra tiếp. Còn nó không chia hết cho 6, mình else return về 0. Mới vừa nó không chia hết cho 6 là fail cái đã đúng không? Là không nói chuyện gì nữa. Khi chia hết cho 6 rồi thì mình lấy số đầu tiên. Lấy số đầu tiên thì các bạn biết là mình sử dụng cái vòng lặp để mình chạy qua từng số nhớ không? And nếu cái k này nó bằng một con số ví dụ như là a b c d e đi. Muốn lấy một số đầu tiên, các bạn phải lấy từng số rồi bỏ số này, rồi lấy một số bỏ số kia đúng không? Lấy đến khi k nó hết số thì thôi. Thì ta sẽ thực hiện là trong khi cái k, lưu ý ta tôi muốn chạy đến khi nào mà cái k nó còn một chữ số thì thôi đúng không? Thì đơn giản là còn một chữ số là sao? Là nó bé hơn 10 đúng không? Trong khi k này nó vẫn lớn hơn 10. Lớn hơn bằng 10. Để k bé hơn 10 tôi dừng, k vẫn lớn hơn bằng 10. Thì tôi thực hiện là k chia bằng 10. Đúng chưa? K bằng k chia 10 lấy bằng nguyên thì nó chia chiên hồi nó chạy hết đến khi k mà nó bé hơn 10, nó bé hơn 10 là nó còn một con số thôi. Là nó dừng. Nó dừng rồi tôi kiểm tra. Nếu có phải kiểm tra là có phải nếu k mà k bằng 6 thì tôi return true đúng không? Ngược lại tôi return không đúng không? Thì thay vì viết hai câu này rườm rà ha, tôi viết ngắn ngắn gọn luôn bằng câu lệnh là return về. Coi thử. Nếu điều kiện đúng. Các bạn coi nè, thực ra đúng sai nè, các bạn nhìn kỹ chỗ này ha. Thay vì viết như thế này rườm rà phải không, mà bản thân á, bản thân cái này nó đã là một điều kiện thể hiện sự đúng sai rồi. Thì các bạn kiểm thử cái nghĩ là nếu kiểm tra k, nếu k bằng 6 thì trả về đúng, ngược lại trả về sai. Và chẳng khác nào nếu điều kiện đúng thì trả về đúng, ngược lại trả về sai. Vậy tốt hơn sao không trả về đúng cái điều kiện. Đúng không? Vậy tôi chỉ return về cái điều kiện k bằng 6 hay không thôi. Đó. Vậy nếu k bằng 6 nó trả về true, ngược lại trả về false. Rồi, cái này return 1 là tôi bỏ đi ha, nãy mình viết đi. Xong. Vậy thì cái đây là mình lấy số đầu tiên. Chạy thử thôi. Còn cái tiếng chỗ nào nữa không? Chỗ này thì trong khi k lớn hơn bằng 10 chạy k bằng k chia 10, k bé hơn 10 nó dừng đúng không? K có bằng 6 chia hết cho 6 hay không? Xong chạy. Mình nhập vô số nhập vô cỡ 15 chữ số đây, 15 số đây. Có không hoàng tử, không có số nào hết. Nhập nhiều hơn đi, cỡ 200 chữ số đây, 200 số đây. Có 6 hoàng tử. Nhiều quá đếm mệt ha. Nhập ít ít thôi. 100. Có 3 hoàng tử nè. 3 hoàng tử là bắt đầu là 6 và chia hết cho 6. Mình muốn biết nó là phần tử nào luôn đúng không? Thì nhiều khi các bạn có thể xuất ra luôn. Ví dụ như các bạn có thể xuất ra chỉ số cho coin này đúng không? Thì giờ mệt quá. Chỗ cái hàm bắt đầu là 6 và đếm đầu là 6 và chia hết cho 6 nè. Thay vì đếm, các bạn có thể dùng nhiều cách. Nếu người ta muốn kêu là các bạn trả về chỉ số của từng hoàng tử đó luôn thì các bạn phải dùng một cái mảng khác để các bạn lưu chỉ số. Còn các bạn người ta yêu cầu chỉ xuất ra thôi thì các bạn xuất ra chỗ này. Nếu mà nó chia hết nè, thay vì đếm cộng cộng các bạn print ra luôn. In ra là in in ra có thể in cái chỉ số y. In chỉ số y là cái chỉ số của phần tử có bắt đầu là 6 chia hết cho 6. Còn không không in chỉ số là các bạn có thể là in cái số đó ra. In cái số AI. Đây. AI ha. Tại vị trí không AI tại vị trí y. Cái này xuống dòng một cái đi. Tại vị trí phần trăm D. Đó, xuống dòng. AI tại vị trí Y, tôi xuất ra vậy luôn để các bạn thấy nó ra số nào để mình. Chứ thường yêu cầu bài tính toán người ta không yêu cầu các bạn xuất đâu nha. Tính toán là các bạn yêu cầu làm bao nhiêu thôi này kia, tính tổng hay gì đó thôi.
Con này xuất ra cho các bạn dễ kiểm tra thấy mình chạy đúng hay không. 6 tại vị trí 65. Vị trí 65 là vị trí nào đó, các bạn tính này kéo màn hình lại ha. Vị trí 86 đi, 86 dễ đếm. À, số 66 là lưu lại. Đây 66 đây. À, con số 6 tại vị trí 55 chắc số này là đây. Số 6, hai số 6 luôn ha. À, số 6 đây, 85 vào vị trí 65 vào vị trí 76 đây. Đó. Bắt đầu là 6 và chỉ hết cho 6. Đại khái như vậy thì các bạn có thể thay các điều kiện khác vô. Chính phương hay là nguyên tố gì đó. Đây là một cái bài mà ví dụ trên mạng. Rồi về nhà các bạn làm tất cả các bài tập trong sách giáo trình ha, làm càng nhiều càng tốt. Tham khảo một điều bài tập. Rồi, đây các kiểu dữ liệu. Cái câu lệnh này các bạn không làm là những bài trong này không làm là các bạn điều khiển câu lệnh nó không có tốt được ha. Tại vì sau này các bạn làm gặp những bài toán thực tế phức tạp hơn. Đó là tổng hợp những bài nhỏ 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 như thế này lại thôi. Tạo mạng ngẫu nhiên gồm bao nhiêu phần tử? Nhiều khi tôi yêu cầu là các phần tử có giá trị bé hơn z nè, rồi đúng không? Thậm chí yêu cầu mạng ngẫu nhiên các phần tử có giá trị từ khoảng từ z đến y nè. Đó. Cho hay là z y là hai số cho trước, các bạn có thể cho trước hai số nào đó. Rồi ngẫu nhiên trong tăng dần giảm dần này kia nữa ha. Rồi tính tổng và đếm vân vân. Rất nhiều bài hay. Rồi các bạn làm hết tất cả những bài trên này đây rồi con hiểu nào rồi hỏi nha. Đó, rồi những bài trong này hầu như là các thuật toán, hầu như các bạn làm những bài này là bắt đầu từ đây trở về sau là mỗi bài không chỉ có một phương án giải mà nó có nhiều phương án giải. Các bạn làm đây rồi mai mốt tôi chọn ra một hai vài bài nào đó mà tôi demo cho các bạn thử là mỗi bài nó sẽ có một phương án bình thường các bạn duyệt mãn. Phương án thứ hai là cách duyệt thông minh hơn, nó sẽ giúp tối ưu hơn, vân vân. Thì làm mới biết được ha. Rồi sau đó nó có những thuật toán sắp xếp hay chia trộn hay gì đó. Đây là những thuật toán rất là quan trọng. Các bạn tưởng tượng hiện nay công ty công nghệ lớn nhất là gì? Là Google. Thì tài sản của Google chỉ duy nhất đơn giản đó chính là công cụ tìm kiếm, nó chính là cái thuật toán tìm kiếm. Vậy thì các bạn biết là thuật toán tìm kiếm bây giờ trên mạng nó có nhiều thuật toán, thì đơn giản trong đây có được một thuật toán là chẳng hạn như thuật toán cơ bản như là selection sort, insertion sort hay gì đó. Merge sort hay là quick sort, thì hỏi rằng là thuật toán tìm kiếm, cái này là thuật toán sắp xếp cho quên ha, thuật toán search tìm kiếm, search trên này tôi có ghi luôn nè, là thuật toán linear search và binary search. Thì hai thuật toán đó các bạn có thể coi trên YouTube, thì binary search nó nhanh hơn bao nhiêu lần thì coi trên đó luôn biết để biết. Vậy thì người ta sử dụng cái thuật toán nào mà nó có thể niềm nhanh như vậy? Đó là cách mà các bạn sẽ học làm những bài toán về tìm kiếm và sắp xếp để coi thử là cách duyệt mãn và cách lưu trữ dữ liệu như thế nào để tạo ra kết quả, tạo ra cái code của mình mà chạy nhanh hơn ha. Và nó có hàng ngàn cách để các bạn cải tiến, và đó là câu chuyện phải học lâu dài từ đây cho về sau. Rồi chủ yếu là từ đây cho về sau mình sẽ giải bài tập là chính, còn cú pháp là như vậy thôi, khá đơn giản. Rồi vậy thì các bạn về nhà làm bài tập này nha, đảo mãn hay các chuyên đề này là làm hết cái đống bài tập này là coi như là đã vững 2/3 môn rồi đó ha. Ok, các bạn coi có câu hỏi nào thì hỏi rồi trước khi mình kết thúc buổi này ha.